chán tôi đúng không? Anh chê tôi chứ gì? Ăn cơm á tôi nấu rồi, còn chê ổng với ai như vậy nữa. Được rồi, không ăn đúng không? Không ăn thì dẹp hết luôn đi. Nấu cho anh ăn á, nấu cho chó ăn còn hơn. Em cái này mà thuận lợi là hai đứa mình được thưởng luôn đó nha. Nè, đứng lại đó cho tôi. Làm gì vậy? Làm gì mà cười cười nói? Còn cô nữa, tính giật chồng tôi hay gì? Nó khùng nó điên cái gì vậy? Đang bàn công việc mà giật chồng gì ở đây? Đúng rồi đó chị. Chị muốn ghen á thì chị cũng phải nghe rõ câu chuyện là chị thấy ghen chứ. Em với anh là đúng đang bàn công chuyện thôi mà. Bàn công chuyện hả? Mấy người chăm chị quá ha. Hết giờ làm rồi vẫn còn công việc việc nữa hả? Rồi có ai công nhận không? Có được tăng lương ngoài giờ làm không? Nè, nói cho mà biết, đừng hòng qua mặt con này. Một con ruồi bay qua tôi còn biết nó là con đực hay là con cái. Anh đừng có mà biện minh. Thôi em xin phép đi trước nha. Em ở đây một hồi chắc bà cạo đầu em luôn quá. Cũng là phụ nữ với nhau mà em nhìn em ưa không có nổi. Nè, chắc tôi cần mày ưa tao đó. Còn mày cái mày đứng lại đó cho tao. Làm loạn đủ chưa? Tính làm tôi mất hết mặt mũi với đồng nghiệp hả? Cô tới đây làm gì? Hả? Đợi tôi mỗi ngày để làm cái gì? Tôi đâu phải con cô đâu mà cần cô đón. Anh thái độ với tôi đó hả? Rõ ràng quá rồi hả? Anh vì con nhỏ đó mà anh lớn giọng với tôi như vậy đó. Anh là chồng tôi, tôi cũng phải có quyền quản lý anh chứ. Lỡ đâu á anh cặp bồ rồi anh nói với tôi là anh tăng ca thì sao? Tôi phải tới đây tôi đưa anh về tận nhà tôi mới chịu. Quá mệt mỏi em. Về nhà đi nói chuyện. Đi. Đừng có gì. Bỏ ra coi. Hũ nước đây nè. Hũ nước xong mình đi ăn nha. Xong rồi mình đi xem phim. Xong sau đó mình đi shopping. Anh mua đồ cho em. Nè, hết cãi rồi hả? Giữa ban ngày ban mặt ôm hôn nhau như vậy đó hả? Còn mày nữa, mày nói gì đi? Xong nói rồi đi, bữa cãi dữ lắm mà. Lòi cái đuôi của mày ra rồi kìa. Bữa nay, tao phải đánh chết hai đứa bay. Để ra. Tôi cấm cô đụng vô cô ấy. Nghe chưa? Rõ ràng quá rồi. Anh vì con nhỏ này mà anh đánh tôi như vậy đó hả? Anh nói đi. Tại sao anh lại ngoại tình sau lưng tôi? Cô còn hỏi nữa hả? Cô tự nhìn lại bản thân cô đi. Cô có điểm nào giống như một người vợ? Người ta thì cùng nhau xây tổ ấm. Còn cô á, dù tôi có cố gắng đến mức nào á, cô cũng không bao giờ cô chấp nhận. Mà cô đay nghiến tôi, biến tôi thành một kẻ không ra gì. Cô luôn nói tôi ngoại tình mà đúng không? Bây giờ tôi ngoại tình thật luôn cho vừa cái nư của cô. Nè, bực lắm rồi nha. Có ăn được không? Có chuyện ăn cơm không mà làm cũng không được nữa. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Ăn uống phải coi hoạt hình nữa là sao? Vì vậy em, mọi ngày mọi bữa anh đều vậy có sao đâu. Với lại sếp anh hay bạn anh vậy đó, ăn cơm là cũng phải coi hoạt hình vậy nè, ăn cơm mới ngon. Sếp anh hả? Người ta khác anh khác. Người ta coi mà người ta là sếp. Còn coi lại mình đi. Anh làm được cái gì ra hồn? Bạn bè của em á, người ta ai cũng có nhà có xe hết rồi. Còn em á, em có cái gì? Em chấp nhận em ở trong cái nhà ọp ẹp này để em được cái gì hả? Thì anh cũng đang cố gắng mà. Xuất phát điểm mình thua người khác, nhưng mà anh vẫn nỗ lực từng ngày chứ đâu phải là anh rảnh rang gì đâu mà em nói với anh vậy. Thôi đi, đừng có đem những cái lý do đó ra để mà biện minh nữa. Tại sao bao nhiêu người ngoài kia người ta nghèo khó mà người ta vẫn vươn lên, người ta vẫn thành công được? Là tại vì anh không cố gắng, anh không nỗ lực gì hết. Đúng là bất tài vô dụng mà. Người ta bây giờ người ta đã suy nghĩ tới cái chuyện mai mốt á, lo cho con người ta đi học trường quốc tế. Còn mình á, chắc mai mốt tương lai của con mình dẹp đi luôn. Thôi đủ rồi đó. Anh đi làm nguyên một ngày ở ngoài đã rất mệt rồi, rất là chết rồi. Bây giờ về nhà ăn một miếng cơm, giải trí một chút em cũng không cho nữa. Anh đi đâu đó?
Anh đang nói chuyện với tôi mà anh đi như vậy hả? Anh không tôn trọng tôi đúng không? Hả? À, hay là làm được mấy đồng bạc lẻ rồi, bây giờ đi mèo mã gà đồng. Anh chê tôi đúng không? Thôi chưa, em đừng suy diễn linh tinh nữa được không? Sao em không đi làm tiểu thuyết gia đi? Chuyện có như hạt cát chút xíu vậy nè, em suy diễn ra nó nguyên một cái sa mạc luôn. Một lần hai lần thì anh còn chịu được, đằng này ngày nào em cũng đai nghiến anh làm sao? Em thử coi lại đi, có bữa cơm nào mà hai vợ chồng mình ngồi ăn vui vẻ được với nhau không? Hả? Bây giờ anh còn trách ngược là tôi nữa hả? Anh muốn đi anh đi đi. Anh chán tôi đúng không? Anh chê tôi chứ gì? Ăn cơm á tôi nấu rồi, còn chê ổng da như vậy nữa. Được rồi, không ăn đúng không? Không ăn thì dẹp hết luôn đi. Nấu cho anh ăn á, nấu cho chó ăn còn hơn. Em tôi làm tất cả mọi chuyện là tôi muốn tạo động lực cho anh. Tạo động lực hay là áp lực thêm cho tôi? Tôi nói cho cô biết, những lúc mà tôi stress nhất thì chỉ có duy nhất cô ấy ở bên cạnh an ủi. Sống như cô có khác nào ở địa ngục không? Cô lúc nào cũng đóng vai một nạn nhân đáng thương. Cô dùng những cái suy nghĩ tiêu cực của cô dày dò tôi. Tôi cố gắng vì cái nhà này, có bao giờ cô nhìn thấy cái sự cố gắng nỗ lực của tôi chưa? Trong mắt của cô á, anh Vũ lúc nào cũng là kẻ tờ bạc đúng không? Anh cũng là con người, anh cũng có cảm xúc chứ. Tôi nghe người ta nói á, là nếu wifi ở nhà đủ mạnh thì làm sao có 4G chen chân vào được. Chẳng qua là wifi nhà cô quá yếu cho nên tôi mới bước vào được thôi. Anh Vũ là người có tài nhưng mà chưa gặp thời thôi. Cô là vợ mà cô không biết ở bên cạnh động viên ảnh, anh bỏ cô là đúng rồi. Chính cô là người gây ra cái chuyện này, giờ cô trách ai? Anh thật sự rất mệt mỏi, anh không muốn sống chung với em như vậy nữa. Chúng ta ly dị đi. Anh Vũ, chúng đi shopping nha. Dạ. Rõ ràng quá rồi hả? Đồ của thứ đàn bà lăng loàn trách nết. Bữa nay á, tôi về tôi phải đưa những cái hình ảnh này cho anh Vũ coi, để lòi cái bản mặt trơ trẽn của cô ra. Dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, rồi bây giờ còn cặp bồ sau lưng chồng tôi nữa hả? Bữa nay tao phải cào rách cái bản mặt của mày ra. Ê, làm gì vậy? Nè. Bị điên hay gì vậy? Tôi nói cho cô biết, tôi với anh Vũ không có tình cảm với nhau. Chẳng qua anh Vũ kêu tôi giả làm người yêu của ảnh vì cô quá ghen tuông thôi. Em nể anh thiệt luôn á. Không ngờ anh sống với bà vợ tiêu cực của anh bao nhiêu năm nay. Anh cũng mệt với em, nhưng mà nói thiệt đó, là anh vẫn còn thương vợ của anh lắm. Chỉ là không chịu nổi sự đai nghiến của cổ thôi. Anh chán cái cảnh mà ngày nào cũng phải về nhà đối diện với cái năng lượng tiêu cực của vợ anh. Vậy em giúp anh được không? Em đóng giả làm người tình của anh đi, để chọc tức vợ anh, cho vợ anh nhận ra cái lỗi sai của vợ anh là được. Ê, tính chơi chiêu gậy ông đập lưng ông đúng không? Cũng được, nhưng mà cái giá của em mới đắt lắm á nha. Em giúp anh là anh vui rồi. Ok, chốt. Chỉ vì cô quá ghen tuông cho nên anh Vũ mới nhờ tôi giả làm người yêu của ảnh. Cô muốn biết á thì tự về nhà mà hỏi anh Vũ. Đúng là phiền phức mà. Đi anh. Sai rồi, mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm. Em thấy mình quá đáng với anh.
Em biết anh không có phụ bạc em. Anh cho em một cơ hội nha. Con cần anh, em cũng cần anh nữa. Em hứa từ bây giờ em sẽ sửa sai, em sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng để hiểu anh hơn. Với lại em sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa. Anh đừng có bỏ em đi nha anh. Thôi, em hiểu vậy là anh vui rồi. Anh làm tới cái mức này á là để em biết, nếu mà em còn như vậy hoài thì đây không phải là giả đâu, mà nó sẽ là thật đó. Em biết rồi, em chùa rồi mà. Em hứa em sẽ thay đổi.